Chào bao nhiêu Trung, chào cô chú anh chị nha. Thì Trung giới thiệu một số cái mẫu chậu ở cơ sở hiện có cô chú chị. Thì bên cơ sở Trung thì cung cấp đa dạng một số cái mẫu chậu mai vàng. Thì cũng chị mình thấy trên cái clip những cái chậu đỏ như thế này, thì có từ cái chậu 3 tấc cho tới chậu 1m2. Còn những cái chậu lớn hơn từ mét 3, mét 4, mét 5, mét 6, mét rưỡi cho tới mét 8. Thì cũng gì nào mình có đặt thì cơ sở mới làm, thì tại vì những cái chậu lớn thì khi mình làm thì nó chiếm không gian rất là nhiều, nên là khi khách hàng có yêu cầu thì Trung vẫn làm anh chị. Thì chậu mai vàng từ 3 tấc tới mét 2, thì những cái mẫu chậu tròn bên cơ sở thì đều tính là lọt lòng anh chị đó. Dù như chậu 30 lọt lòng thì nó phủ bì thì sẽ 40, còn chậu 40 thì sẽ phủ bì sẽ 50. Thì những cái chậu sẽ có cái hình dáng và cái chiều cao cân đối khác nhau để phù hợp với cái chậu đó. Thì trên đây là những cái mẫu chậu Trung sơn ngày hôm nay, để sáng mai thì Trung tiến hành giao sỉ với khách anh chị. Thì đây Trung nhận sỉ lẻ luôn. Anh chị nào mình ở tất cả các tỉnh thành miền Tây có nhu cầu thì liên hệ với Trung. Thì ở đây thì Trung làm thì gửi giao cho cô chú anh chị mình đó. Giá cả nên chị mình cứ liên hệ thì Trung nói nó sẽ rõ hơn anh chị, còn bình luận thì nó hơi mất thời gian. Anh chị mình có cần cái chậu nào, cần số lượng như thế nào thì cứ liên hệ Trung, Trung sẽ báo giá cho anh chị mình đó. Những cái mẫu chậu này Trung sơn ngày hôm nay nè, ngày mai Trung giao anh chị. Còn trong đây là cặp chậu mét nè, có cặp chậu mét anh chị mình thấy đó, sơn màu đỏ đó, sơn bằng cái bột màu, sơn màu đỏ rất là đẹp, 1 mét lọt lòng, có chân đôn như vậy đó. Trung đặt như vậy thì Trung để chân đôn lên, xong để cái chậu lên là Trung sơn anh chị. Ngoài đây là khu vực Trung trưng bày để sơn. Thì lúc trước thì cơ sở làm nó cũng thoải mái anh chị, mặt bằng thoải mái làm, nên là bây giờ thì làm nó gói ghém lại trong cái phạm vi bên đây. Ở lúc trước thì mình có thể mình bày ra bên kia luôn, còn bây giờ thì làm gói ghém phạm vi trong đây, nên là khi mình sơn những cái hàng mà đặt chậu bên cơ sở thì Trung sơn hoàn thiện xong rồi đưa đi hết đó. Trống thì Trung tiếp tục ra chậu. Anh chị mình thấy trong đây nè, trong khu vực trong đây nó cũng là khu vực sản xuất chậu nha, tại vì bây giờ cũng chiều tối nên anh chị mình thấy nó tối nha anh chị đó. Trong khu vực may là sản xuất chậu nè đó, còn ngoài đây thì đem chậu ra phơi và sơn nha anh chị. Rất là đa dạng cái mẫu chậu, nếu mà anh chị nào mình có cần thì cứ liên hệ chung, mình chung sẽ nói rõ hơn cho anh chị mình tham khảo. Đây là mẫu chậu 7 nè, chậu 7 cao anh chị, lọt lòng 70, phủ bì khoảng tầm 80. Đây là cái chậu dạng sự như ý, chậu 60 dạng sự như ý. Những cái mẫu có chữ có hoa văn thì bên cơ sở chung có từ chậu 5 tấc cho tới 1m4 nha anh chị. Những cái mẫu này xây được luôn anh chị, mình để đạn keo vô là xây được, này không có để đạn keo vô không có xây được anh chị. Còn bên đây là cặp chậu mét nè, 1 mét phúc thọ đó, mét phúc thọ. Những cái chậu thế này đi tính lọt lòng, chậu bên đây như là xây được à, chậu bên đây có để đạn keo vô nè, đây là chậu này có để đạn keo vô xây được anh chị nè, đây xây được rất là nhẹ nhàng nha đó. Nó xây được là khi mình trọng cây lên rồi, muốn ra chỗ nào hướng cây nó đẹp hoặc là hướng cây nào nó thiếu nắng thì mình cứ xây là được. Chậu này 1 mét phúc thọ nha. Thì những cái mẫu này thì cơ sở có cung cấp khuôn luôn, anh chị nào mình có cần thì mua cái bộ khuôn nào cứ liên hệ hoặc bình luận, tôi sẽ hỗ trợ anh chị mình. Đây còn bên đó là chậu mét 2 giả đồng anh chị, mét 2 giả đồng với mét 2 trơn nè đó. Thì chúng sẽ quay khúc ngoài trước cho anh chị mình xem cái nữa, tại ở trong đây bắt nhạc lớn quá thì sợ dính cái bản quyền nha anh chị. Còn đây là cái tháp thì Trung mới ra hôm nay nè, mới đem ra phơi nắng hôm nay nè. Là mấy bữa là cái tháp đó, lần trước Trung đã chia sẻ video thì giao cho khách hàng ở Hậu Giang rồi anh chị đó, cái tháp Hậu Giang. Còn cái tháp này làm để tiến hành sơn để mình để mẫu, ai cô chú anh chị nào mình có cần thì Trung giao luôn. Tháp cốt của người dân tộc Khmer, tháp cốt là tháp để đựng cho cốt, ở đây Trung có bán luôn anh chị. Thì sắp tới Trung sẽ ra vài cái mẫu tháp mới đó. Bên kia là cái mẫu tháp đang ra cái hình để đắp qua văn anh chị
thì sẽ phục vụ tối đa cho anh chị mình có nhu cầu. Nói chung cũng có cung cấp một số cái mẫu gốm sứ luôn đó, gốm sứ Bình Dương, cũng tạo điều kiện là làm đầy đủ mẫu để dễ bán, để khách hàng vô có mẫu này mẫu kia để lựa chọn anh chị. Còn đây là chậu chữ nhật 95, phủ bì và chiều ngang là 60, chiều cao của chậu khoảng tầm 70 anh chị đó, chiều cao chậu chân đôn là 70 đó, chậu thì ha, chậu thì 2 tấc, cái đôn chiều cao 50 nữa là nó 70. Này mình trồng bonsai đẹp nè đó, một cái chậu một cái đôn là đủ bộ đó anh chị nè, mình trồng bonsai này mua mẫu này đẹp nè. Này chậu 6 Phúc Lộc Thọ, 6 Trần Lùng. Đây là đèn đá nghe anh chị, đèn đá này anh chị mình để sân vườn, anh chị mình có sân vườn thì để sân vườn đèn đá. Đây là chậu 5 tấc nè, 5 tấc chữ lộc anh chị, 5 tấc lộc lòng chữ lộc hoa văn đế xây. Ở bên đây là mẫu chậu 8 tấc long phụng anh chị, 8 tấc long phụng, và bên đây là trong đây là chữ Phúc Thọ toàn gia cũng 8 tấc luôn. Lục giác 8 tấc, lục giác 8 tấc sơn giả đá anh chị. Chậu trái bằng mình trồng cây bonsai nè, trồng cây sứ nè anh chị. Đó anh chị, đây là cái hòn, cái mẫu hòn mà chúng cũng mới vừa làm, mới làm xong anh chị, mới làm xong khoảng tầm 1 tháng trước á. Làm xong tháng trước xong rồi mới trồng cây, trồng cây thì lâu rồi, trồng cây khi xong rồi chung trồng cây luôn rồi. Cây này cây gia nhật nha, mình trồng lên hòn rất là đẹp nè. Rễ nó ôm, rễ ôm đa, ôm đá, ôm xi măng này sẽ ôm rất là đẹp. Tượng thì những cái tượng này thì mình mua anh chị, mình mua chỗ bán tượng, chỗ nuôi cá đó hay có bán những cái tượng này. Bốn thầy trò đường tăng nè anh chị đó, ông tiên, đồng tiên đến cờ đó, tháp đồ chùa đồ đó. Đề bàn đó, nói chung mình tự tạo cảnh mình để lên cho nó đẹp thôi, có cảnh quan nó sẽ đẹp hơn. Hòn này có thác nước chảy luôn, thác nước chảy thì trong sẽ chảy trong đây nè anh chị, lòn qua cầu nha. Khi khách hàng mua cái hòn này sẽ có máy bơm đầy đủ luôn, tượng này kia thì nó theo hòn luôn anh chị. Đây là mẫu chậu 70 chữ dạng sự như ý nè, 70 dạng sự như ý nè anh chị mình. Chậu 1.1 mã đáo thành công nha. Đa số thì chung có một số cái mẫu chậu chữ đầy đủ đây, chậu chữ thì bên sở có đầy đủ hơn, còn một số mẫu khuôn đổ thì có những chậu vuông tứ linh 1.1, 1m và 1.2 anh chị. Những cái mẫu chậu chính nè, chậu chính dán qua văn cây tùng đó. Chị nào mình có cần chậu nào, cần khuôn nào thì cứ cho chung hay, chung sẽ làm và đóng gói cho anh chị mình. Chậu ly nè chị, chậu ly 5 tấc nha. Bên kia là chậu trái bằng đó, có cần gì anh chị liên hệ số điện thoại nè, số điện thoại 0385129159 nha. Thì chung chia sẻ cái video này thì cũng chị nào mình xem thấy cái mẫu nào mình phù hợp, mình có nhu cầu mình mua thì liên hệ cho chung, thì chung sẽ hỗ trợ cho anh chị mình. Thì khuôn thì chung sẽ ship toàn quốc anh chị, còn chậu thì ví dụ như mình ở những cái tỉnh miền Tây, Bạc Liêu, Cần Thơ hoặc là Cà Mau gì, thì anh chị nào mình có cần thì mua thì cứ liên hệ chung, giá cả thì sẽ thỏa thuận đó, còn mua số nhiều chúng sẽ giao tới nơi cho anh chị mình luôn. Thì video chung chia sẻ tới đây thì cũng xin kết thúc. Thì của video chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.